Ủy ban nhân dân thị trấn Long Điền và Ủy ban nhân dân xã An Ngãi, huyện Long Điền vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Bà Rịa tổ chức hội nghị chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt. Tại thị trấn Long Điền, hơn 50 đại biểu là trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ, bí thư chi đoàn thanh niên, tổ trưởng các tổ tiết kiệm chi vốn tại địa phương đã được nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Bà Rịa hướng dẫn cài đặt, đăng ký tài khoản, sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử app MP Bank trên các thiết bị di động, được tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa, quyền lợi của việc thanh toán không sử dụng tiền mặt và quyền lợi tiện ích khi cài đặt sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử.